Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện quốc tế quan trọng nhất trong ngày hôm nay đã được các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế đưa lên hàng đầu. Đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo về sự kiện này trong bài phát biểu đặc biệt trên truyền hình vào đêm qua theo giờ của Mỹ. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Everybody please have a seat. Thank you very much. Well, xin chào. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Ngày này năm trước, ngày 10 tháng 10 năm 2017, hội FZF Rotary Club của chúng ta đã được thành lập bởi những thành viên đầu tiên với tâm huyết tạo ra một sân chơi cho tất cả anh em đồng nhân của chúng ta. Để đánh dấu cột mốc sự kiện quan trọng này, ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây, tại đại bản doanh Kayfin để cùng nhau chung tay xây dựng một hội FZF ngày càng lớn mạnh, sánh vai cùng cường quốc năm châu với tiêu chí anh em vui vẻ, hòa đồng, giúp đỡ lẫn nhau, thúc đẩy nền kinh tế giữa nhớt và mỡ bò cùng hàng trăm phụ kiện khác. FZF Rotary Club đó hả? Để tôi nói cho mọi người nghe đôi điều về cái hội này. Đây là cái hội lè lỏi nhất mà tôi từng được biết từ trước tới giờ. Thành viên mới khi tham gia hội này phải ra mắt anh em bằng một chai dầu ăn. Nhìn chung thì mọi người chơi với nhau rất là hòa đồng, chia sẻ kinh nghiệm về xe với nhau. Mọi người nên đăng ký tham gia đi nha. Đăng ký ngay đi, ngay vào luôn. Chào anh Rossi, anh có thể vui lòng cho cộng đồng biker thế giới được biết là làm thế nào mà anh có thể tìm đến được tới hội FZF Rotary Club không ạ? Tôi lên kênh YouTube á, tìm những cái clip mà để hướng dẫn kỹ năng ôm cua cả gói để tôi nâng cao thành tích của tôi. Thì tình cờ tôi tìm thấy một cái clip của anh Tài Lê với một pha ôm cua bốc đích thần thánh của anh. Thì tôi nghĩ đây sẽ là huyền thoại của cuộc đời mình. Và vì thế tôi tìm đến thông tin cá nhân của anh. Thì tôi được biết anh là một thành viên của FZF Rotary Club. Thế là tôi đã đăng ký tham gia để có thể thường xuyên được gặp anh và trao đổi kinh nghiệm ôm cua móc cả mông của anh. Tôi nghĩ như vậy. Cảm ơn. Nhanh chóng lan ra khắp thế giới và đối với mọi người ở mọi nơi, từ các nhà lãnh đạo cho đến người dân thì đây là một tin tốt lành. Quý vị khán giả thân mến, nhìn gương mặt Phan Anh thì có lẽ là không ai là thấy là Phan Anh có thể giấu nổi sự hào hức, bởi vì sẽ nhiều quý vị khán giả chia sẻ điều này. Trong tuần vừa qua, vật khó kiếm nhất chính là chiếc vé theo dõi chương trình này. Chính vì vậy, những quý vị khán giả may mắn đang có mặt, hãy chia sẻ không khí hào hứng với quý vị khán giả truyền hình cả nước đi ạ. Ta cùng hợp hân nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. Bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai.